Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến Mít Vàng Phát Thành ở Vĩnh Long anh chị nha. Mít Vàng Phát Thành đã mua cho mình một cái cân sàn dốc mít rồi từ một đơn vị kênh điện tử khác. Thì cái sàn dốc mít này nó không tối ưu, có nghĩa là cái mí dốc á nó cao so với mặt đất nó khoảng chừng 3 cm, cho nên khi mà kéo cái bộ mít, cho dù có bộ mít không có mít hoặc là bộ mít có mít 300 kg, 500 kg, thì kéo ra nó cũng bị giật cái bánh trước, mà nếu mà kéo mạnh quá thì nó sẽ bể bánh luôn, và có khả năng nó dập trái mít nữa. Cho nên là anh Mít và Quá Thành là cảm thấy cái cân này nó không phù hợp, thì ảnh đã đặt một cái cân mới từ kênh tự Gia Phát. Thì cái cân mới này nó tối ưu hơn, nó có sàn cân á nó thấp hơn mà cái mí dốc nó chạm đất luôn, cho nên thực tế là mình sẽ kéo cái bội mít 300 kg, 500 kg lên cái cân này rất là nhẹ nhàng. Và một đặc điểm quan trọng nữa của cái cân sàn dốc mít này từ cái Gia Phát là nó có kết nối không dây với một cái bảng đèn treo tường, kết nối không dây anh chị nha, cho nên là cái bảng đèn ấy mình có thể treo ở đâu mình dễ nhìn số nhất. Đặc biệt trong những cái dịp mà còn dịch Covid này thì cái việc mà những người tham gia cân hàng không đứng gần nhau, đứng xa nhau để nhìn số cực kỳ quan trọng luôn. Và cái bảng đèn treo tường không dây này nó tối ưu hơn, nó làm cho con người ta đứng xa xa nhau hơn và cân hàng hóa nó an toàn hơn. Còn việc sử dụng cái cân sàn dốc mít này nó cực kỳ đơn giản luôn anh chị. Mình để một cái cân nào đó, mình cân chỉnh cho nó thăng bằng, sau đó mình khởi động cân lên. Khi mà cân nó hiện zero rồi thì mình kiểm tra với bảng đèn là tất cả đều hiển thị đồng thời là zero cả. Thì sau đó đó mình sẽ kéo một cái bội mít trống lên để mình âm bội. Cái từ âm bội là từ địa phương, còn cái từ chuyên môn thì người ta gọi là trừ bì cái xe mít. Thì mình chỉ đơn giản là kéo bội mít lên, sau đó mình bấm chữ T là trừ bì ta ra thì cân nó sẽ bình lại, nó về zero. Mình đẩy bội mít xuống nó sẽ âm đúng cái trọng lượng bội mít, rồi sau đó mình bỏ mít trái vô mình kéo lên, thì lúc đó trên cân nó chỉ hiển thị trọng lượng của mít thôi, nó không có hiển thị trọng lượng của cái bội không nữa. Như vậy con số mình ghi nó thực tế là trọng lượng của mít, nó tiện lợi đó anh chị ạ. Như vậy qua video này anh chị sẽ thấy là cái cân sàn dốc mít mà anh Mít Vạn Thành đã chọn là cân sàn có cái mặt sàn thấp nhất có thể, thấp nhất có thể luôn anh chị. Nó thấp hơn tất cả các dòng cân sàn khác trên thị trường, tại vì cân này ra đời để chuyên dụng cho cân mít mà. Cho nên anh chị nào mà đã xem video này và cảm thấy cái cân này nó hữu ích và đúng mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.